Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, các con hãy quan sát một số hình ảnh và nhận xét về những họa tiết trang trí trên các đồ vật này. Trong các bài trang trí cơ bản và trên nhiều đồ vật, người ta thường sử dụng họa tiết hoa, lá, chim thú để trang trí nhằm tạo cho đồ vật đẹp hơn. Họa tiết trang trí đối xứng được sử dụng trong trang trí cũng rất nhiều. Các con đã biết về họa tiết trang trí đối xứng chưa? Hôm nay, chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 5, bài 6, vẽ trang trí, vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua trục, một tiết. Bài học này các con cần chuẩn bị bút chì, tẩy, thước kẻ, giấy vẽ, màu vẽ. Mục tiêu bài học: nhận biết được các họa tiết trang trí đối xứng qua trục. Biết cách vẽ và vẽ được các họa tiết trang trí đối xứng qua trục. Cảm nhận được vẻ đẹp của họa tiết trang trí. Con hãy quan sát một số ảnh chụp sau. Con có biết tên của những ảnh chụp này không? Ảnh chụp thứ nhất là con bướm. Ảnh chụp thứ hai là hoa cúc. Ảnh chụp thứ ba là chiếc lá. Ảnh chụp thứ tư là con nhện. Ảnh chụp thứ năm là củ sen. Ảnh chụp thứ sáu là hoa sen. Chúng mình thấy những hình ảnh này có điểm gì chung? Những hình ảnh này đều là những hình ảnh đối xứng. Trong thiên nhiên còn có rất nhiều hình đối xứng hoặc gần với dạng đối xứng khác nữa. Các con hãy nhớ lại và kể tên thêm những hình ảnh khác, những hình ảnh mà đã xuất hiện trong video này. Những hình ảnh đối xứng mang vẻ đẹp cân đối và thường được sử dụng để làm họa tiết trang trí. Bây giờ, các con hãy quan sát những họa tiết trang trí đối xứng và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất: họa tiết này giống hình gì? Câu hỏi 2: họa tiết nằm trong khung hình nào? Câu hỏi 3: so sánh các phần của họa tiết được chia qua các trục. Những họa tiết trang trí đối xứng thường là họa tiết hoa, lá. Những họa tiết trang trí đối xứng thường nằm trong khung hình vuông, tròn hoặc chữ nhật. Họa tiết đối xứng có các phần được chia qua các trục đối xứng bằng nhau và giống nhau. Họa tiết có thể được vẽ đối xứng qua trục dọc, trục ngang hay nhiều trục. Để vẽ được họa tiết trang trí đối xứng qua trục, các con hãy đi tìm hiểu cách vẽ. Chúng mình có thể vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua trục theo 3 bước sau. Bước thứ nhất, vẽ khung hình của họa tiết. Có thể là hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Sau đấy, chúng mình kẻ trục đối xứng và lấy các điểm đối xứng của họa tiết. Bước 2, vẽ phác họa tiết dựa vào các đường trục. Bước 3, vẽ nét chi tiết và vẽ màu và họa tiết theo ý thích. Chúng mình chú ý, các phần của họa tiết đối xứng qua trục cần được vẽ cùng màu, cùng độ đậm nhạt. Thank you.
Trước khi thực hành, các con hãy quan sát một số bài vẽ của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho bản thân. Bây giờ là thời gian thực hành của các con. Nội dung thực hành, các con có thể lựa chọn một trong các dạng bài sau. Thứ nhất, vẽ một họa tiết đối xứng có dạng hình vuông hoặc hình tròn. Thứ hai, vẽ một họa tiết tự do đối xứng qua trục ngang hoặc trục dọc. Sau khi hoàn thành bài thực hành, các con hãy chia sẻ cảm nhận về bài vẽ họa tiết trang trí đối xứng qua trục với những người xung quanh. Cô sẽ gợi ý cho các con bằng một vài câu hỏi. Con vẽ họa tiết gì? Họa tiết này đối xứng qua trục nào? Con hãy chia sẻ về cách vẽ họa tiết này. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, vẽ tranh đề tài an toàn giao thông. Các con hãy quan sát các phương tiện giao thông. Chuẩn bị giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo cho bài học sau. Các con hãy hoàn thành bài thực hành. Hẹn gặp lại các con trong bài học sau.